Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Ngạc nhiên chưa. Chương trình Ngạc nhiên chưa được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, chương trình cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Dạ. Và một tuần đã trôi qua rồi thì anh em ta gặp lại nhau nữa rồi. Nhưng mà ngày hôm nay anh mặc đồ gì như hoa lớp hồi xuân vậy? Em dòm trong cổ anh đi. Anh đang giấu trong đó đó. Ờ, cái gì vậy? Cái mạc đó em. Sao tự nhiên kêu móc cái mạc ra chứ vậy? Ảo mới mua đó. À, mới mua xong mất mạc. Không, anh để mạc, cái anh đổi lại. À, anh mặc quay xong anh đổi lại. Đúng rồi, anh ra anh sẽ bán vốn là hả dư cộng chỉ, anh sẽ đổi lại cái áo mới. À, anh quay chương trình này lên cái xong cái anh không được đổi. À, sao vậy? Tại anh mới vừa nói. Chết rồi. Cái đó là thôi, em giấu cái mạc vô cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Ôi, câu chuyện thật nhạt nhẽo. Dạ. Chúng ta ngày hôm nay có nghĩa là nhiều ngày trôi qua, mình cứ gặp nhau hoài mãi, cho nên là mình không còn chuyện gì để nói hết. Đúng rồi, nhiều khi gặp em cái anh bị á khẩu. Ủa, tại sao? Không biết nói gì với em hết. Vậy thôi, mình đừng nói gì hết, mình về ngôi nhà đó đi. Rồi mình đón luôn gió mới. Dạ. Đúng rồi, mình nói thêm. Ừ. Dạ, chúng ta sẽ cùng nhau về ngôi nhà tam giác. Ồ, ngạc nhiên chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đón những vị khách mời của ngày hôm nay. Xin mời. Dạ, em xin chào anh Lê Duy Bảo Lâm, xin chào chị Buka. Em tên là Nguyễn Dương Phúc, hiện tại đang là giáo viên. Và các bạn hay gọi em là thầy Phúc Bắc Hiếp. Thầy Phúc Bắc Hiếp à, em đang dạy trường nào và dạy môn gì? Dạ, em đang dạy môn mỹ thuật tại một trường làng quê. Làng quê là quê ở đâu em? Dạ, ở Bình Thuận ạ. Vậy em ráng chơi nha, ở vòng 2 chắc chắn lắc có vẻ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Dạ đúng cái sở trường của em rồi, hen. Vậy em về đội chị đi. Vậy em về đội chị đi. Thầy chị dễ xấu lắm. Thường thường những bạn idol khác khi mà tới đây, ví dụ nghề vẽ, thì các bạn đều đem quà cho Buka cũng như Bảo Lâm về những cái nét vẽ của mình. Vậy chẳng hạn ngày hôm nay bạn có quà gì gửi đến hai MC dễ thương hay không? Dạ, món quà của em là hy vọng là một ngày nào đó thì anh Lâm hoặc là chị Buka sẽ trở thành giáo viên tại trường em dạy cho bạn nhỏ. Dạy gì em? Trải nghiệm một ngày làm giáo viên. Vậy bây giờ Buka vô dạy thanh nhạc. Dạ, chị dạy thanh nhạc được không em? Dạ được. Mi 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 mo mo. Bảo vệ mời em ra liền. Bảo vệ mời em ra liền. Không được em ơi. Dạ lớp giải tán luôn ạ. Vô trường em kiểu mà trải nghiệm cái gì khác đi, đừng cho anh chị làm giáo viên nha. Không, nhưng mà em cứ vẽ chân dung đồ được không, hay là em vẽ những cái đơn giản để dạy mấy bạn nhỏ thôi? Dạ thì hồi xưa thì mình sẽ chuyên môn nhiều hơn, tuy nhiên là khi mình về bắt đầu dạy cấp 2 rồi thì mình sẽ ít lại, mình sẽ bắt đầu là dạy theo giáo án. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh. Xin mời em. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Lê Dương Bảo Lâm và chị Buka cùng toàn thể những quý vị khán giả đang xem Ngạc nhiên chưa ạ. Em tên là Lê Khánh Huyền, hiện tại em đang là một người sáng tạo nội dung ạ. À, về những cái nội dung ở trên mạng thì em sẽ sáng tạo về cái nội dung gì, về chủ đề gì? Dạ giải trí ạ. Giải trí là giải trí, mình giải trí về gì? Có bạn thì tới đây biến hình, có bạn thì về nấu ăn, có bạn thì về gia đình, có bạn thì về sinh viên học sinh, còn em về gì? Dạ biến hình ạ. Biến hình. Đây là lần đầu tiên hai bạn đến đây đúng không? Dạ. Yeah. Những người mới và chúng ta đem đến một luồng gió mới. Vậy thì chúng ta sẽ chia đội với nhau ra nha, chia đội ra. Không biết là hai bạn sẽ mong muốn về đội của ai để chúng ta sẽ cùng nhau chơi những trò chơi những vòng tiếp theo. Dạ, em về đội của anh Lâm. Mời em. Mời em. Gọi là cầu được ước thấy đó anh. Sao vậy em? Dạ nãy kêu là thầy dạ vẽ là về đội của em. Ê, lỡ như em vòng 2 không phải là vẽ chứ là gì? Là diễn tả hình thể. Nhìn đâu mà em có thể đoán được điều đó? Em ý là em chợt nhớ ra là vòng 2 mình có 2 trò chơi lần chứ không phải là 1. Nhưng mà anh nghĩ là vẽ, tại vì em nó có thầy vẽ mà. Vậy hả? Hy vọng ha. Và bây giờ đội hình của chúng ta đã sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ đến với vòng 1 của chương trình Ngạc nhiên chưa. Vòng 1 giải mã hashtag sẽ có 4 hashtag lần lượt hiện lên trên màn hình. Nhiệm vụ của hai đội chơi phải giải mã được hashtag bằng cách đưa ra tên bài hát chính xác như đáp án của chương trình đưa ra. Mỗi hashtag đoán đúng sẽ được 1 điểm. Rất là đơn giản đúng không ạ? Dạ. Không biết là các em có hay nghe nhạc nhiều không? Dạ không. Hả? Em có hát được hay không? Dạ không luôn. Không luôn. Bé nhìn gần rất xinh như Buka. Xinh lắm. Rất đẹp nha. Xinh quá. Bên đây thì mặt rất cũng rất là hay. À, sao chị? Cái nét hay của em là chị nói em nghe em hơi bị hoang mang tí. Không, ý là mặt em cuốn hút quá. Cái kiểu là
là nhìn lạ. Buka ơi, cái này mà em qua nhà người ta là bị quánh rồi đó. Thôi là tao qua nhà em hả? Đúng rồi. Nhà tôi cho em chọn quanh đội anh Lâm được mà. Thôi vậy em, chị giữ em ở đây em. Chị giả bộ điếm đi. Thích em mà, chị thích cái nét hay này. Thấy chưa? Nhìn mặt em rất là hay. Dạ, xin phép chương trình. Không, em. Em hay lắm. Vui, nhìn mặt em vui. Đúng rồi. Chị phải nói một cái gì đó là thay cho cái lời nãy đi. Là ý là chị nhìn em có cái mặt em rất là có thiện cảm. Chị rất là thích cái nét này. Dạ, em sẵn sàng về đồng của chị. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với hashtag đầu tiên, xin mời. Mời. À, vợ chồng chị Bảy. Vậy cũng có bầu. Ý, em. Vòng cô. Vòng cô cầu bại. Chị giống như về chưa chị Bảy hả? Về chưa chị Bảy hả? Chị Bảy đi đâu mà về? Vườn cây của ba. Vườn cây của ba. Hay quá. Và đó là vườn cây của ba. Má trồng toàn những cây dễ thương. Nào là hoa, là rau, là lúa. Còn ba trồng toàn cây dễ sợ. Cây xù xì, cây lại có gai. Và đội của Lâm và Huyền đã mang về một điểm. Chúc mừng chúng ta. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hashtag tiếp theo, xin mời. Có chồng chưa có chồng chưa con. À, chú cò có cẳng. Con cò có cánh. Cái cuốc của cha. Có con cò con. Con cò có cánh. Có chơi, có chịu. Anh rất tiếc thế nhưng... Phải, lộn bài rồi. Thôi nghe trời già rồi. Em nói em đùa, em bắt rất đôi ba lời. Em buồn, em rất... Ủa thôi em ơi, đường ai nấy đi. Đường ai nấy nhập lôi. Rồi nhắm mình làm gì hay không? Thì đó anh phụ em đó mà em cũng thuộc đâu. Em có thuộc, em thuộc cái khúc rap á. Em biết bài này không? Dạ không chị ơi. Sao mà biết được? Nhưng mà qua cái đáp án này là chị xuất sắc quá. Xuất sắc không? Dạ. Và đáp án là có chơi, có chịu. Chúc mừng đội của chúng ta đã ghi được một điểm đầu tiên. Và bây giờ chúng ta đến với hashtag tiếp theo, xin mời. À, chị Phượng đi với mẹ. Mỗi lần cờ bờ là chị Phượng. Cái đó đó giống em. Chưa phải. Chưa phải Đàm Vĩnh Mèo. Câu phà là câu gì? Con phà đi về miệt. Không được. Con phải đi với mẹ. Trời ơi, cái tiếng này làm em khó chịu đó. À, có phải diễn viên mờ. Mờ là gì? Có phải đó vậy mà. À, chia phôi đi vì mệt quá. Mệt. Quá, cái tên bài hát này là gì vậy ta? Cánh Phượng đẹp vậy mà. Dạ, cà phê đắng và mưa. Hay quá em ơi. Nhỏ đẹp mà còn giỏi nữa. Giỏi quá. Nếu chẳng có gì thì buôn cánh tay cho em phía trước. Em không biết bài này thật sự. Cái em MP3 em chưa cập nhật bài này. Cà phê đắng và mưa. Lâm và Huyền đã mang về một điểm, xin chúc mừng chúng ta. Chúng ta sẽ đến với hashtag tiếp theo, xin mời. Hà Nội không mưa. Hà Nội không mùa. Không mùa, không gì. Hoa nở không màu. Hay quá. Hà Nội không mùa. Xuất sắc anh Lâm ơi. Và đó là hoa nở không màu. Ủa, xong rồi hả? Dạ xong, chống tóc. Sao nó chống dánh quá vậy? Dạ. Và kết thúc 1-1 thì đội của chúng em đem về 1 điểm. Yeah. Và đội của Lâm Quyền mang về 3 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của chương trình. Ngạc nhiên chưa?
Cảm ơn các bạn đang quay lại với Ngạc Nhiên Chưa. Và vòng này là đúng sở trường của Phúc luôn. Vòng 2, họa sĩ tài ba. Lần lượt các thành viên trong đội sẽ chọn một cụm từ bất kỳ và thể hiện cho đồng đội mình đoán thông qua hình vẽ. Mỗi cụm từ đoán đúng sẽ giành được 1 điểm. Riêng lượt cuối cùng sẽ có 2 thành viên của cả hai đội lên vẽ. Đội đoán đúng sẽ giành được 2 điểm. Rất dễ. Dạ. Bên đó là thầy dạy vẽ, tôi nghĩ là hả thi trước đi. Dạ. Nhưng mà chị nói Phúc nghe nè, mình lên mình vẽ sơ sài thôi. Đừng thầy dạy vẽ rồi vẽ điểm ra sáng, điểm tối, điểm sáng, điểm tối rồi vẽ hết giờ nha. Là chị không có đoán được. Thầy dạy vẽ đừng ra vẽ nha em nha. Như thấy áp lực quá chị ơi. Vẽ cho chị dễ hiểu là được. Dạ ok. Cố lên. Mời em lên trước. Mời em chọn con số mà em yêu thích. Vậy thì mình chọn số cuối cùng gì ạ? Em chọn số 6. Đây là một món ăn. Mấy từ? À gồm 3 từ. Rồi. Món gì vậy trời? Bánh xếp. Lúc đầu. Không, đừng nói. Bánh bao. Bánh bao nhân thịt. Bánh cái gì vậy? Cắt nửa ra hả? Cắt nửa ra thì là gì? Cái gì ấp vô? Ủa là thầy dạy vẽ chưa? Là thầy dạy vẽ chưa vậy? Cái gì chụp vô? Bánh bao, bánh chùm, bánh đắp. À tôi biết rồi, tôi biết rồi. Vô. À bánh xếp, bánh bột lọc. Bột lọc, anh tưởng bánh xèo. Vẽ ra cái bánh xếp là thầy dạy vẽ chưa? Là dạy mấy năm rồi? Cho em chuyển môn, cho em chuyển môn luôn chị. Rồi bây giờ nè em bình tĩnh nè em vẽ hả? Cái bánh gì em? Bánh bột lọc. Đó bây giờ mình có 4 tiếng đồng hồ để cho thầy gọi là hả thể hiện bánh... Em vẽ coi. Để chị vẽ cái bánh bột lọc nha. Cái bánh bột lọc là cái bánh bột lọc là nó như vậy. Rồi ra cái bánh bột lọc cho chị. À con tôm đó. Sáng tạo ghê. Nhỏ kỹ ghê không? Lúc đầu em vẽ như thế này, xong mình quăng nhân nè. Mình quăng nhân rồi hành tôm các kiểu vô đây. Em kêu chị gặp lại là nó sẽ... Ừ hai đứa bớt dễ sợ tí đi. Anh ơi, trốn cái tờ giấy. Nó giống như một. Đứng qua đây. Đây nè. Đó. Một và hai. Đi chàng. Không khác gì nhau. Ừ. Nhưng mà không sao. Rồi chúng ta cũng đã đem về một đáp án đúng. Đó là bánh bột lọc. Và chúc mừng đội chúng ta đã mang về 1 điểm. Xin chúc mừng. Quyền muốn lên hay là để anh lên cho. Em lên đúng không? Rồi tự tin nha Cưng nha. Em thích số 5 nhưng mà em chọn số 1 vậy. Ừ nó không hỏi tôi luôn đó. Ừ nó không hỏi tôi luôn đó. Nó hỏi gì tôi đó. Có giá trị trong đời. Ừ, có giá trị trong lòng. Ừ. Đọc lên em cái dòng gợi ý nhỏ dòng nhỏ chữ đó. Đây là một di tích lịch sử. Di tích lịch sử mấy từ Cưng? Ừ rồi vẽ đi. Di tích lịch sử bến Bạch Đằng gì vậy? Hồ Con Rùa. À Bùng Binh lấy thế tổ. Ôi khó quá. Di tích lịch sử khó quá em ơi. Tròn tròn hả? Tròn tròn là giếng của Trọng Thị Mỹ Châu. Ông đừng viết nha. Không được viết bé ơi. Cái gì mà sống dữ vậy? Cho em ngồi xuống coi. Giếng kêu giếng. Cái từ này khó quá. Em có thể xin hỗ trợ được không? Không không. Thôi Buka lên giúp đi Cưng ơi. Muốn viết vẽ em sao luôn á. 4 từ nha. Ok. Cái gì thấy ghê vậy? À, di tích lịch sử Miếu Bà Chúa Xứ. Di tích lịch sử chắc là liên quan tới chùa, miếu, đình gì đó rồi. À, lá hả? Đá hồng chồng. Không phải lá. Lửa. Bàn tay thần. Tay. Cái từ đầu tiên là cái gì chị? Cái từ đầu tiên. Nè. Ai đây? Ông địa. Ông địa. Địa đạo Củ Chi. Địa đạo Củ Chi. Địa đạo Củ Chi. Rất khó, em không thể nào mà đoán được. Khó. Không thể nào mà vẽ được. Địa nè, đạo em không biết bỏ qua nha. Củ nè, củ khoai đồ nè. Củ nè, chi là tay nè, chi. Chi tay chân đồ đó, chi. Địa đạo Củ Chi.
Lấy kỳ quá. Em không biết, em biết vẽ địa đạo Củ Chi sao hết á. Địa đạo Củ Chi hả? Dạ. Anh vẽ được. Mời anh. Mời em. Thầy dạy vẽ giùm tôi nha không? Và chúng ta đang đến địa đạo Củ Chi của anh Lâm vẽ. Theo quan sát của em thì đây là những cái đường hầm. Hầu hình như là cái đường chúng ta từ trên đi xuống. Cái ruột của ai vậy anh? Cái ruột thừa. Về được chưa? Dạ, cái này giống như là thợ sửa ống nước đó. Thôi khó, từ khó thiệt. Ừ, khó quá. Địa đạo Củ Chi. Và đó là địa đạo Củ Chi. Anh có lấy điểm không ạ? Anh tự công bố. À, cái này thì em muốn lấy điểm hay không? Dạ có. Tôi thì tôi không muốn, như con bé nó có xin điểm thì thôi, một điểm cho đội của chúng tôi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ tới lượt tiếp theo của đội mình. Cố lên chị ơi. Em thích số nào? Dạ em thích số 4. Số 4? Sao thích số 6 vậy trời? Đây là hành động Dương Lâm thường làm. 4 từ nha. Lại kim xuyên đêm. Đón đi em, đón liên tục đi cưng. Cắt tóc. 4 từ, gồm 2 từ cắt tóc rồi, còn 2 từ. Đón nhanh lên. Cắt tóc cạo đầu, cắt tóc cạo chân mày, cắt tóc lấy rai. Cắt tóc cạo râu. Cạo râu em nhớ củ cải vậy. Hay quá thiệt á. Lúc đầu em không nghĩ là con người cạo râu, em nghĩ là chỉ mấy cái chảo. Buka ơi, em phải là gọi là cô giáo dạy dẻ. Dạ đúng rồi, ý tưởng dồi dào. Hay dạ. Ho. Và đáp án chính xác là cắt tóc cạo râu. Chúc mừng đội của chúng ta đã ghi thêm một điểm nữa. Hành động của anh cũng ít làm chứ. Phải à, tha son đánh thấm. Anh làm nhiều. Mời anh. C. Rồi, anh sẽ chọn em chọn số mấy? Dạ số 2. Anh chọn số 5 nha. Hai đứa không ý kiến anh. Đây là một câu ca dao tục ngữ nói về kinh nghiệm sống. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Có con mày sách, con ngày này kim. Đúng rồi, từ từ. Uống nước nhớ nguồn. À, con trai đường núi Thái Sơn. Cái gì anh Lâm? Cái đó là cái lá hả? Em biết rồi. À, bay. Lá. Có cái từ bay lượn trong đó không anh? Không có được hỏi, anh Lâm đâu quyền trả lời đâu. Gậy ông đập lưng ông hả? Lá. Cái đó là cái gì em không hiểu. Sao hả? Cái gì sao ta? Sao biển hả anh? Em biết rồi, đem vẽ cho. Giúp thì anh về vẽ cái đó đi. Để em vẽ một cái đầu thôi. Dạ. Ủa nó cũng vậy mà bà hai. Có thật sự là giúp đỡ chưa? Đó, giúp đỡ rồi đó. Cái từ đầu tiên là từ gì vậy anh Lâm? Vẽ cái là hình nào? Còn mấy từ ạ? Có. Còn mấy từ ạ? 4 từ em. Vịt. Ơ, con vịt. Nè, vịt, nè. Cụ. Đúng rồi, em vẽ đúng rồi. Chơi hết thời gian rồi. Đúng rồi, giống đúng rồi đó. Giống nhất rồi đó. À, nước đồ đồ vịt. Tự nhiên vẽ con vịt làm chi vậy trời. Tiếp không đúng rồi. Cô gì ạ? Đau lưng. Khó quá, không có biết cái từ này luôn. Cái gì á, đi phải chống gậy luôn. Em mới anh vẽ cái này là em biết gì rồi. Gì? Gừng càng già càng cay. Thôi. Cho nên em mới lên em vẽ củ gừng giùm anh nè. Này củ gừng nè. Rồi bây giờ em không biết cái gừng thì anh phải dịch chấm nước mắm gừng nè. Mà, không anh, mà không, anh vô đi. Hồi nãy em ngồi kế bên luôn á, anh chấm nước mắm. Nè, con dịch canh chấm gừng, dịch chấm nước mắm gừng. Mà, bây giờ chữ em, gừng nó không biết. Em quay hỏi anh, ủa cái này gì Lâm? Chấm nước mắm đó. Ủa là sao? Ê tội nghiệp ha, hai đứa mình như là hả cha mẹ mà dạy con á. Mà con không hiểu á, cha mẹ bất lực á. Mà nè, già là nó già là đúng già, rồi. Già đúng rồi. Cái ớt của chị rõ ràng như vậy. Chị mà nó nói cái dao. Nó sâu như con dao luôn ấy. Trời ơi, chị ớt mà. Gừng càng già càng cay đó. Bé nó non quá ha, nó đâu có gì chưa có già mà. Nó chưa già đúng nó rồi. Nó non quá. Cái là người non hảo đá. Gừng càng già càng cay. Và Lâm và Huyền không mang gì được điểm nào, xin chia buồn của chúng ta. Đây. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ đến lượt cuối cùng. Hai bạn muốn vẽ hay là đoán? Dạ em vẽ cho. Rồi hai bạn lên vẽ xin mời.
cùng nhau chọn một số. Em chọn số 3. Ok. Đây là một câu thành ngữ. Mấy từ? Gồm 4 từ. 4 từ, rồi. Vẽ đi, không có viết nè. Ba. Lên biển. Lên xuống. Ba chìm bảy nổi. Cái này bị vẽ số rồi. Vậy là bên em đúng. Em cũng đoán ba chìm bảy nổi. Bên đây số 4 đúng rồi. Em đang thắc mắc số 4 là 4 từ. Em không, đó là phạm lực. Ủa? Tại vì hả ghi số. Bây giờ... Ai buồn? Tự nhiên 4 từ cho chị Buka cái. Bỏ cái từ này. Cái này tôi không chịu thì các bạn đã ghi số trên đó rồi. Cho nên tôi muốn tôi làm một cái tấm bảng mới. Yeah. Mời các bạn ạ. Vẽ trên cái đó luôn. Say. Đây là một cụm từ chỉ thời tiết. Máy gồm 3 từ. 3 từ. Bắt đầu. Cuốn lốc xoáy. Dễ nhanh đi đừng có nói nữa. Dễ đi bé ơi, gái dễ đi con. Mưa. Ơi. Mưa. Mưa dầm. Mưa sao băng. Mưa. Mưa ngâu. Mưa phùn. Mưa. Mưa mây. Mưa sấm sét. Mưa. Mây mưa. Mưa. Mưa mây. Mây mưa. Mưa mưa đá. Mưa mây đá. Mây đen mưa. Mưa. Mưa bóng. Mưa bóng mây. Mưa bóng mây. Như vậy là ta đã thắng rồi. Yeah. Rồi, để công bố điểm thôi. Xin mời. Lên em, lên đây. Mời em lên đây. Và kết thúc vòng 2 thì đội Buka và Phúc đem về cho mình được 2 điểm. Đội Như Lâm và Huyền đem về cho đội mình được 3 điểm. Tổng cộng ở vòng 1, vòng 2 thì đội Buka và Phúc ghi được 3 điểm và đội anh Dương Lâm và Huyền ghi được 6 điểm. Xin chúc mừng. Yeah. Vậy cái đồng nghĩa là Phúc phải tạm chia tay chương trình về với số tiền là 3 triệu đồng. Xin chúc mừng bạn. Có điều gì muốn nói không, em nói đi. Dạ, trước tiên là đến với chương trình này thì em rất là sợ. Tại vì những cái là đoán từ em dở ga lắm. Nhưng mà không sao, thì mình đã đoán được, cũng là tham gia chơi rất là vui rồi. Bây giờ làm em đón xem về luôn hay sao? Dạ không, em còn hoạt động thì đầu tuần sau mới về. À, rồi mình không có đi dạy hay là dạy online? À, thực ra hiện tại là em cũng tham gia một số hoạt động. Khi mà em có tham gia thì trường sẽ sắp xếp hỗ trợ tạo điều kiện cho em. À, hiện tại là em đang tham gia những hoạt động gì, em có thể tiện chia sẻ hay không về nghệ thuật chẳng hạn, để sau này vô nhiều bạn fan cũng như là khán giả họ sẽ ủng hộ em nhiều hơn. Dạ anh Lâm, thì hiện tại là em cũng tham gia bên lĩnh vực điện ảnh và phim ảnh một tí. Hiện tại em cũng tham gia với vai trò là diễn viên. Rồi hiện tại là mình đang tham gia được bao nhiêu phim rồi? Dạ thì em chỉ mới debut một thời gian thôi nên em mới tham gia được một vài bộ phim thôi, trong đó có bộ phim drama thì em đóng vai chính. À, đóng vai chính luôn. À, và cảm ơn Phúc ngày hôm nay đã đến với chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Và phần thưởng dành cho Phúc là 3 triệu đồng. Xin chúc mừng. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng đặc biệt của chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Chúng ta đã có mặt ở vòng đặc biệt của chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Vòng đặc biệt hãy nghe tôi nói. Trong vòng 2 phút, người chơi sẽ tiến hành cược điểm, ít nhất là 1 điểm, cao nhất là tổng điểm mình đang có. Nhiệm vụ của khách mời là phải đeo tai nghe và đoán được các cụm từ do đội trưởng mình thể hiện. Đoán đúng 5 cụm từ, giữ nguyên số điểm đặt cược. Đoán đúng 7 cụm từ, nhân đôi số điểm đặt cược. Đoán đúng 10 cụm từ, nhân 3 số điểm đặt cược. Đoán đúng 15 cụm từ, nhân 4 số điểm đặt cược. Hiện tại thì mình đã có 6 điểm, không biết là mình muốn cược bao nhiêu. Dạ, em cược trước 1 điểm ạ. Ừ, là cược 1 lần thôi, em chứ không có cược trước, không phải chơi 7 lần. Lần thôi. Dạ, 1 điểm. 1 điểm. 1 điểm, rồi xin mời em. Em đâu rồi? Ủa? Rồi, sao bé được cái nó lúc không ha? Rồi, bây giờ thì mình sẽ đếm này vào. Lớn quá em. Đeo vô, sát vô. Rồi, nghe chị nói gì không? Nghe không, là không nghe đó. Không nghe mà lắc tay là nghe đó. Em không nghe gì cả. Ok chưa, ok chưa? Ok ạ. Ok, anh ok, okay. Chưa? Okay. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đến với 2 phút bắt đầu. Tím liệm tìm sim. Tím á, tím. Tim. Tím. Tim lên. Tím. Tim. Tím. Tìm. Tím. Tím. Tiêm. Tím. Tim.
Tim. Tim. Tim. Có nên bỏ qua không ạ? Bỏ qua. Như Luyện Thanh vậy. Trà. Gà. Trà. Trà. Dưa lưới. Dưa dưa dưa. 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 Lưới. Dưa lưới. Trân châu đen. Trân. Châu châu châu. Đen. Trân châu đen. Lâm chạy đi. Lâm. Lâm chạy đi. Chạy đi. Chạy. Đi. Đi. Trốn. Trốn. Nhưng. Ơ nhưng mà có thể cho em gần một xíu được không? Không. Em không có thấy. Không có thấy, em không có thấy được, em bị cận. Ưu tiên em đi. Bị cận, đứng lại đây, đứng lại đây. Đưa cái miệng vô, đưa cái miệng vô nói cho bạn. Lâm chạy đi. Trời ơi, Lâm đọc ơi. Lâm chạy đi. Trốn. Trốn. Nhưng. Không. Không. Ai tìm? Ai tìm? Hà tìm. Ai tìm? Hà điểm. Ai tìm? Hà. Ai tìm? Ai tìm? Ai tìm? Ờ. Ủa là đứng đây luôn hả? Thôi nè, đọc luôn đi. Nóng hỏi. Nóng. Đóng. Nóng. Nóng. Ờ. Hỏi. Hỏi. Vừa thổi vừa ăn. Vừa thổi. Vừa thổi. Vừa ăn. Vừa ăn. Ăn. Ok. Dễ thương. Dễ thương. Đúng rồi, nhưng thương không dễ. Dễ thương. Nhưng thương không dễ. Đúng rồi. Ông xích lô. Ông. Học. Ông. Ông. Ờ à, ông. Xích lô. Xích. Lô. Lô. Lơ. Lô. Lâu. Sao lâu được ta? Lâu nó qua tiếng Anh rồi. Anh à. Lô. Ba phần bất lực, bảy phần như ba đó. Lô. Lô. Lô không, mà lô là xanh rồi. Lô. Lô. Nó phải lose. Lô. Phải lô xanh hả? Lô. Lô. Xích lô. Xích. Lô. 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 Hát. Lô tô. Ông xích lô. Hát. Hát. Lô. Lô tô. Đúng rồi Quang. Búp bê. Búp bê. Bằng bông. Bằng bông. Bé có thích không? Bé có thích không? Ăn bánh gai. Anh. Bánh gai. Bánh. Bánh gai. Gai. À, gai. Gai. Lai rai đến sáng mai. Cái mà ba phần bất lực, bảy phần như ba là cứu tôi, cứu tôi đó. Cứu tôi, cứu tôi. Mời em. Trải qua vòng đặc biệt thì Huyền và anh Dương Lâm đã đem về 6 đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Mừng quá. Em thấy cái tình hình là mấy trội chắc không được 5 câu đâu. Ờ, ai mà có dè. Ai có dè cũng được 6 câu. Hàng hồng nha. Vậy có nghĩa là mình vẫn giữ nguyên được số điểm đặt cược, đó là 1 điểm. 5 điểm còn lại cộng thêm số tiền đặt cược mà không mất đi là 6 điểm. Đồng nghĩa với việc em sẽ mang 6 triệu đồng đem về. Xin chúc mừng Huyền. Cảm xúc của em như thế nào? Dạ em vui ạ. Và em thấy anh Dương Lâm sao? Đôi môi. Anh nghĩ cứ thả tôi thấy gớm vậy ta? Là anh có thấy gớm gì không? Không, nhưng mà em không hiểu. À không hiểu đúng không? Là anh có cố gắng hả? Là anh diễn tả cho em đó. Anh nói búp bê không hiểu anh cứ. Búp bê. Mà từ cái răng sứ nó bự quá cho nên anh thấy nhe răng vậy thôi. Nhưng mà hả, cũng cố gắng vì đồng đội của mình mà. Ngày hôm nay cảm ơn em rất là nhiều nha. Bởi vì em chơi rất là nhiệt tình. Còn hơi rung hơi khớp đúng không? Nhưng mà không sao, thấy không? Có anh chị đồ hỗ trợ đồ này nọ rồi. Rồi vui không ạ? Dạ vui. Và cảm ơn em ngày hôm nay đã đến với Ngạc Nhiên Chưa. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Chương trình Ngạc Nhiên Chưa được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và bây giờ thời gian cũng đã hết rồi. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.